Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến quý khán giả một mẫu tinh thể thạch anh trắng, đá nguyên bản, nguyên dinh tự nhiên. Cái mẫu này thì nó hơi bẩn một chút quý vị ạ. Cái này là đất bám nhé, cái này sẽ rửa sẽ sạch thôi. Cái này nếu mà về ta dùng bàn chải với xà phòng ta cọ là nó sẽ sạch trắng ra. Tôi để ở ngoài nó lâu quá nó bẩn, lười không thèm rửa nữa. Một mẫu đá thạch anh trắng nguyên bản tự nhiên. Mẫu này nó có bề ngang này là 20 cm và chiều cao từ đỉnh xuống dưới này là 22 cm. Đấy, một mẫu thạch anh trắng nguyên bản tự nhiên. Soi với chế độ thông đèn của đá này. Đấy, thông đèn nó là cực tốt quý vị nhé, độ thông đèn của đá rất chi là tốt. Soi cho quý vị sẽ cùng thấy được độ thông đèn của đá. Thạch anh nó thông đèn tương đối là tốt. Viên này có khối lượng của đá nặng là 5,3 kg. Và hiện tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 550.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc nhắn tin hoặc gọi điện để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh trắng chuẩn, hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Mua hàng bên tôi thì giao dịch có hai hình thức. Một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều, đó là khi mua hàng thì dù chuyển khoản trước hay là nhận hàng thu tiền thì quý vị lưu ý đó là kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Hãy xem hàng gửi có đúng không, có đúng như video giới thiệu hay không. Hàng có bị vỡ, bị hỏng trong quá trình vận chuyển hay không thì quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Tất cả các đơn bên tôi là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị nào thu hộ thì chịu giúp cho tôi phí ship. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nếu có nhu cầu mua hàng thì đừng quên liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.